Hôm nay mình đã vào server MyAI để xem có chuyện gì xảy ra. Thì trong lúc mình đang thông thằng bạn của mình ở trong nhà thì bỗng dưng mình bị đánh từ đằng sau, và lúc mình ngoảnh lại thì đó là một bạn gái. Bạn ấy cố gắng để đánh mình và mình biết được rằng bạn ấy đang thực sự hack ở trong server của mình. Và thế rồi bạn ấy bắt đầu đặt lava và TNT ra ngoài. Mình đã cố gắng ngăn cản nhưng mà không được, và mình cũng cố cứu bạn mình đi ra ngoài để có thể tránh được, nhưng mà mọi thứ đã quá muộn. Và thế là mình đã cố gắng để chung chào bạn hacker này nhưng mà mọi thứ đều không thể làm được. Và thế là mình đã bị giết bởi bạn đó. Mình đã rất là tức giận với Lên, mình đã đến chỗ bạn đó để đóng băng lại, nhưng mà bạn ấy lại biến nhiễm với lệnh đóng băng của mình. Thế mình đã nghĩ ra một ý tưởng này tốt hơn. Mình đã TP bạn nữ hacker này đến siêu máy thông của mình để cho bạn ấy cảm nhận được. Và cứ một like ở trong video này thì mình sẽ cho bạn nữ này ở trong ngoài trong vòng 1 giờ. Hãy khiến cho bạn nữ này sẽ bị thông trong vòng 1 triệu giờ nào.